À, xin chào các bạn. Chắc mấy hôm nay các bạn cũng cảm nhận được độ nóng của thị trường ha. Thị trường đang ở giai đoạn rất là FOMO và rất là nhiều các cái thông tin nóng hổi được đưa ra. Ví dụ như AI, mấy hôm nay trend AI đang rất là nọ nóng, nhiều con bay phấp phới. Và ngoài cái trend đó thì có một trend mới, đó là liên quan đến BTC. Đó là gì? My NFT trên BTC. Và ngày hôm nay mình làm video này giới thiệu đến các bạn một cái rất là hay, một cái rất là mới, đó là gì? BTC Name Service. Tức là các bạn nếu như mà nó mainnet thành công thì chúng ta sẽ có được cái tên miền, đó là .btc ở phía sau. Và hiện nay BTC Name Service đang cho chúng ta một cái role org. Thì mình làm video khá là trễ, do mình biết khá là trễ. Nhưng là nếu bạn nào mà nhanh chóng coi được video của mình mà tranh thủ làm thì các bạn sẽ có được cái role org. Rồi, để có được role org này thì đầu tiên các bạn phải kết nối được vào với gì? Vào Discord của dự án. Sau đó các bạn gì? Sau khi các bạn nối được Discord của dự án thì các bạn hãy gì? Follow Twitter, retweet cái tweet này, và cuối cùng là các bạn gì? Post cái follow và cái retweet đó vào trong cái phần gì? Org Club, là các bạn sẽ được gì? Được nhận. Đây ha. Sau khi các bạn follow và các bạn retweet cái tweet mà người ta cho thì các bạn hãy gì? Chụp hình. Sau đó các bạn gửi vào. Thì sau khi gửi vào thì các bạn hãy gửi kèm với dòng gì? 2.clam. Sau đó là gì? Các bạn hãy add thêm hai cái hình vào ha. Ví dụ như mình ví dụ đây luôn cho các bạn này. Đây. Được chưa? Rồi, 2.clam xong các bạn enter, các bạn gửi vào. Là các bạn chờ một tí xíu thì các bạn sẽ có được role org. Ha. Rồi, đây role org đây, mình cho các bạn xem. Các bạn sẽ có được cái org role này. Sau khi lấy được cái role org thì các bạn hãy làm giống như mình ha. Tức là cái phần general này các bạn vào gm này. Các bạn đánh chữ gm cho mình. Và phần listing thì các bạn thấy người ta đánh không? Chấm than BTC, các bạn đánh cho mình chấm than BTC. Và phần offer là gì? Những cái tên miền mà các bạn muốn. Thì có lẽ là chúng ta sẽ không chắc là chúng ta sẽ có được cái tên miền của mình muốn đâu ha. Nhưng mà các bạn muốn có tên miền nào, các cái offer của các bạn thì các bạn đánh đây. Rồi, về phần auction này thì sao? Người ta đánh chấm claim thì các bạn đánh chấm claim mai đó, thì các bạn đánh cộng 1 ha. Rồi, org claim thì mình vừa hướng dẫn các bạn rồi. Rồi. Một video của mình sẽ kết thúc ngắn gọn ở đây, mình sẽ để link ở phía dưới. Những bạn nào tham gia thì hãy tranh thủ, trong đừng để sau này lại tiếc nuối ha. Đây, org role vẫn chưa có quá nhiều đâu các bạn. Xin chào các bạn, mình sẽ tạm dừng video ở đây.